Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Con đường tơ lụa, giấc mơ của Trung Hoa, ác mộng của Ấn Độ. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2020, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ đã xô sát nhau dữ dội ở vùng Dhaka trên dãy Himalaya. Hai bên đã đổ lỗi cho nhau là đã xâm phạm đường kiểm soát thực tế, viết tắt là EAC. Thế nhưng, tranh chấp biên giới chỉ là bề nổi. Dự án vành đai và con đường mới chính là cốt lõi căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Đây là hình ảnh sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh của diễn đàn vành đai và con đường từ ngày 12 cho đến ngày 14 tháng 5 năm 2017 về dự án cơ sở hạ tầng liên lục địa một vành đai một con đường, có đại diện từ 100 quốc gia, trong đó có 29 nguyên thủ quốc gia tham dự. Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại thung lũng Katwant, vùng Dalat nằm trên cao nguyên 4.300m ở dãy Himalaya đã kéo dài từ hơn một tháng nay. Tuy nhiên, trận ẩu đả tay không hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6 năm 2020 nổ ra ở nhiều điểm dọc theo đường biên giới có tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc là đẫm máu nhất. Phía Ấn Độ cho biết có 20 binh sĩ thiệt mạng. Trung Quốc, giống như trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, không cho biết chính xác con số nạn nhân là bao nhiêu. 5 người theo tờ Hoàn Cầu Thời báo, 43 người theo tờ Thời báo Ấn Độ, hay là 35 binh sĩ, trong đó có một viên chỉ huy cấp cao, đó là trang mạng của US News. Và chuyện gì thật sự đã xảy ra trong đêm đó giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu châu Á này? Bên gây hấn, ai đã làm trước và không ai có thể biết được. Ông Kiles, chuyên gia về Nam Á, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS, trên làn sóng của Đài Tiếng Nói nước Pháp AFI có nhắc lại rằng cuộc tranh chấp dai dẳng này giữa Ấn Độ và Trung Quốc còn là hệ quả của một quá khứ lịch sử. Đúng là giữa Trung Quốc và Ấn Độ, đó còn là một vấn đề liên quan đến đường biên giới do thời kỳ thực dân Anh để lại. Đường biên giới này chưa bao giờ được Trung Quốc công nhận, bất kể đó là đường McMahon được ký kết giữa chính quyền thực dân và chính phủ Tây Tạng thời đó, nằm ở phía đông biên giới Ấn Độ và Trung Quốc. Đây là nơi phân cách giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại khu vực Ladakh. Đây cũng chính là di sản thời kỳ thực dân và chúng ta chưa bao giờ được giải quyết dứt điểm. Vẫn theo ông Kiles, cuộc đối đầu đẫm máu vào hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6 không đơn giản là một cuộc tranh chấp lãnh thổ mà còn phản ánh sự rõ rệt một sự đối đầu sâu sắc giữa hai ông khổng lồ của châu Á này. Đây là hình ảnh binh sĩ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã từng ngồi đối nhặt nhau ở biên giới vào năm 2010 trong một chương trình giao lưu nhằm tránh leo thang căng thẳng giữa hai bên. Bởi vì giữa Ấn Độ và Trung Quốc còn có một cuộc đọ sức khác có quy mô lớn hơn, giáo sư Jack Gunn, ngành chính trị học ứng dụng trường đại học Sherbrooke, Canada, trong một bài viết đăng trên tạp chí Diplomat vào năm 2018, từng so sánh cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Ấn Độ ngày nay với giai đoạn ván cờ lớn, thời kỳ đối đầu thực dân và ngoại giao giữa hai đế chế Anh Quốc và Nga nhằm giành quyền thống trị Trung Á, đó là vào năm 1873 cho đến 1907. Khi quan sát ván cờ lớn, nhà địa lý học người Anh Hartford, người đi tiên phong trong ngành địa chính trị vào năm 1909, từng đưa ra giả thiết rằng ai thống trị được hành lang Á, Âu trên bộ sẽ thống trị được thế giới. 40 năm sau, ông Nicholas, nhà báo, giảng viên đại học và cũng là một trong những người sáng lập ngành địa chất chính trị học tại Mỹ đã đưa ra khái niệm như sau. Chính sự thống trị con đường giao thương hàng hải giúp đảm bảo uy thế cường quốc. Và những học thuyết trên đã được Trung Quốc áp dụng triệt để trong dự án sáng kiến vành đai và con đường. Giới quan sát Ấn Độ xem dự án những con đường tơ lụa đó như là một sự xác quyết ý muốn thống trị hành lang Á-Âu của Trung Quốc. Họ e ngại rằng dự án này có nguy cơ vây hãm, hạn chế khả năng của New Delhi tiến hành các hoạt động giao thương liên lục địa. Nghiêm trọng hơn nữa, sự gia tăng ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc tại Trung Á có lẽ sẽ đe dọa đến an ninh của Ấn Độ. Đây là hình ảnh cảng Habantho của Sri Lanka được xây dựng bằng vốn đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật từ Trung Quốc, đi vào hoạt động từ cuối năm 2010 nhưng liên tục chịu thua lỗ. Đến tháng 7 năm 2017, chính quyền của Tổng thống Sisirana và Thủ tướng Rani của nước này đã chính thức ký hợp đồng trị giá 1,1 tỷ đô la cho công ty China Holding thuê trong vòng 99 năm để có tiền trả bớt số nợ ước tính lên đến 8 tỷ đô la vay từ Trung Quốc trước đó nhằm phát triển cơ sở hạ tầng. Theo ông Nirupma Rao, cựu đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc và Hoa Kỳ, sáng kiến những con đường tơ lụa đó chính là một sự thể hiện quyền lực cứng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh, cả những vùng biển lẫn trên lục địa châu Á.
Một cách cụ thể, trên bộ, Trung Quốc thiết lập hai hành lang kinh tế. Thứ nhất là Trung Quốc-Pakistan nối liền giữa Tân Cương, Trung Quốc với cảng biển của Pakistan. Và hành lang thứ hai là Bangladesh, China, Ấn Độ và Myanmar. Nối thẳng Trung Quốc với vịnh Bengal thông qua ngả Miến Điện. Ngoài biển cả, Ấn Độ Dương không còn là đại dương dành riêng cho Ấn Độ nữa. Bắc Kinh đã lần lượt thiết lập các cơ sở ở các cảng biển của mình nằm rải rác như một chuỗi ngọc từ nhiều nước Nam Á đến tận vùng biển Tây Phi. Và những cơ sở cảng biển và quân sự này cho phép Trung Quốc lắp đặt các hệ thống radar cảnh báo mọi chuyển động của Hải quân Ấn Độ. Chuỗi ngọc đó còn là một nguồn đảm bảo chống lại mọi ý đồ của Ấn Độ chặn đường tiếp tế nhiên liệu cũng như khoáng sản đến Trung Quốc. Đây thật sự là một mối đe dọa đối với Ấn Độ. Tóm lại, những con đường tơ lụa đó tạo lợi thế cho hoạt động giao thương giữa Á, Âu của Trung Quốc. Và những cơ sở hạ tầng này tạo thuận lợi cho Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa, một thế mạnh quan trọng của Bắc Kinh. Những con đường này còn cho phép Trung Quốc dễ dàng nhập khẩu nguyên vật liệu để rồi tái xuất khẩu dưới dạng các thành phẩm. Và Ladakh, một chốt chặn cho cả Trung Quốc và Ấn Độ, câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh Ấn Độ tố Trung Quốc dàn quân ở biên giới tranh chấp. Ảnh vệ tinh chụp vào ngày 22 tháng 6 năm 2020 cho thấy Trung Quốc mở rộng tiền đồn ở thung lũng Cao Van. Trung Quốc đã đưa một lượng lớn binh sĩ và vũ khí dọc vùng tranh chấp ở dãy Himalaya, vi phạm thỏa thuận song phương, Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố vào ngày 25 tháng 6 năm 2020 vừa qua. Và chỉ có điều, những hành lang chiến lược này của Trung Quốc đã cản trở Ấn Độ kết nối thương mại với vùng Trung Á, có một tầm quan trọng cốt lõi cho New Delhi. Theo như nhận xét của ông Jekar Kangra, con đường ngắn nhất để Ấn Độ đến với Trung Á là đi qua Pakistan và Afghanistan. Đây cũng chính là một trong những tâm điểm của mọi căng thẳng Trung và Ấn tại vùng biên giới trên dãy Himalaya. Vùng Ladakh, khu vực diễn ra xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc, có một vị trí chiến lược quan trọng cho Trung Quốc. Khu vực này dưới sự kiểm soát của Ấn Độ nằm giữa Aksai Chin, tức là Ấn Độ đòi chủ quyền nhưng Trung Quốc kiểm soát, và thung lũng Sakham thuộc vùng Baltistan, tức là dưới sự kiểm soát của Pakistan. Đoạn biên giới có xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc gây trở ngại cho Trung Quốc kết nối quân sự và tiếp cận vùng Kashmir của Pakistan, vốn dĩ là một mắt xích quan trọng trong dự án vành đai và con đường. Và việc chiếm đóng được vùng lãnh thổ phía bắc của hồ Pangong hay chỉ ít là thung lũng Kalvan không những đảm bảo cho Trung Quốc tiếp cận được Pakistan mà còn có thể ngăn cản Ấn Độ thâm nhập vào Afghanistan và vùng Trung Á. Để thực hiện ý đồ này, Bắc Kinh đã cho tiến hành chiến thuật gặm nhấm dần từng thước đất một của đường biên giới này, theo như ghi nhận của báo Le Monde. Và một câu hỏi được đưa ra là cuộc đọ sức bất cân xứng đã bắt đầu. Đây là hình ảnh làn sóng biểu tình phản đối Trung Quốc lan rộng khắp Ấn Độ. Người dân ở nhiều khu vực Ấn Độ đốt cờ biểu tình chống lại Bắc Kinh sau vụ đụng độ giữa binh sĩ hai nước ở khu vực biên giới tranh chấp, làm nhiều người thiệt mạng. Về phần của Ấn Độ, cảm thấy như bị vây hãm bởi ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trên Ấn Độ Dương và trên châu lục. Chính quyền của New Delhi tiếp tục xây dựng cầu đường và các tuyến đường sắt chiến lược cho phép di chuyển quân dọc theo đường kiểm soát. Những động thái này khiến Bắc Kinh bực tức, xem đó là một rào cản tiềm tàng cho hành lang của Trung Quốc và Pakistan, một trục chính cho con đường tơ lụa. Mặt khác, trong nỗ lực đối trọng với con đường tơ lụa trên bộ của Trung Quốc, Ấn Độ lần lượt cho ra đời hai dự án. Thứ nhất là con đường vận tải Bắc Nam nối Mumbai với San Petersburg của Nga, qua ngả Tehran của Iran và Baku. Và thứ hai là trục xa lộ Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan nối vùng Đông Bắc Ấn Độ với các nước Đông Nam Á. Ở trên biển, cùng với Nhật Bản, chính quyền của New Delhi đã khởi động dự án Asia-Africa nối Nhật Bản, Úc, Đông Nam Á, Ấn Độ và Châu Phi. Và câu hỏi được đặt ra, liệu Ấn Độ có đủ thực lực để đọ sức lâu dài cùng với Trung Quốc hay không? Và xung đột tại vùng biên giới ít nhiều cho thấy nỗi lo âu của New Delhi trước đà đi lên thành cường quốc của Bắc Kinh, bởi vì cách biệt về tương quan lực lượng ngày một lớn. Cách đây 30 năm, mức ngân sách cho quân sự của hai nước là ngang nhau. Ngày nay, Trung Quốc đã chi đến 260 tỷ đô la cho quân sự, cao hơn 3,6 lần so với mức chi của Ấn Độ, chỉ có 71 tỷ đô la mà thôi. Trên lĩnh vực kinh tế, Ấn Độ vẫn thua xa Trung Quốc, theo như ghi nhận của Pascal, chuyên gia địa chính trị, trên trang mạng của Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược IRIS. Trung Quốc có thặng dư mậu dịch so với Ấn Độ khoảng từ 50 đến 60 tỷ đô la, nhất là GDP của Trung Quốc đạt 14.000 tỷ đô la mỗi năm, cao hơn 4 lần của Ấn Độ, chưa tới 3.000 tỷ đô la mỗi năm. Rõ ràng là Trung Quốc đã vượt xa hẳn Ấn Độ. Đây là hình ảnh Thủ tướng Ấn Độ
Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp tại Chennai, Ấn Độ vào ngày 11 tháng 10 năm 2019. Cuộc tranh chấp này còn thêm phần gay gắt khi có bóng dáng của Mỹ. Chuyên gia Pascal nhắc lại, trong quá khứ, nhất là trong giai đoạn chiến tranh lạnh, Liên Xô là đồng minh của Ấn Độ và là đối thủ của Trung Quốc. Còn bây giờ, nếu như Trung Quốc là đồng minh của Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ, thì New Delhi đang có xu hướng ngả dần theo Washington. Giờ đây, Ấn Độ dường như xích lại gần hơn với Mỹ, Thủ tướng Modi trở nên thân Mỹ hơn. Ông hy vọng rằng điều đó có thể giúp Ấn Độ có được một vị trí cường quốc thứ 6 mà Ấn Độ mong muốn từ bao lâu nay. Hơn nữa, Ấn Độ cũng tỏ ra ganh tị trước việc Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà Ấn Độ không có được. Rồi Trung Quốc là cường quốc chính thức trong khi Ấn Độ chỉ là một cường quốc không chính thức. Thế nên, sự đối đầu là rất lớn. Ngoài ra, căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc dường như cũng có những tác động liên quan đến quan hệ song phương giữa Bắc Kinh và New Delhi. Trung Quốc cũng đã muốn lợi dụng sự khủng hoảng của virus corona để khẳng định thế mạnh như là nước này làm với Hồng Kông, với Mỹ và đương nhiên cả với Ấn Độ. Ván cờ lớn giữa hai ông khổng lồ châu Á liệu có đi đến chiến tranh hay không cũng là một điều được đặt ra. Về điểm này, giới chuyên gia đều nhất trí rằng cả Ấn Độ và Trung Quốc chẳng được lợi gì khi đối đầu trực diện. Nhưng sự việc cho thấy rõ thái độ nghi kỵ của Ấn Độ ngày càng lớn với Trung Quốc, rủi thay lại là một đối tác kinh tế không thể thiếu cho chính quyền của Thủ tướng Ấn Độ Modi. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2020 với bản tin Con đường tơ lụa, giấc mơ Trung Hoa, ác mộng Ấn Độ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, từ Berlin.